Những ngày qua, thành phố Đà Nẵng bị ngập chìm trong nước sau những trận mưa lớn kéo dài. Sau những trận ngập khủng khiếp này, có nhiều ý kiến cho rằng tình trạng ngập lụt ở Đà Nẵng là do việc quy hoạch hệ thống thoát nước chưa đồng bộ với quy hoạch đô thị. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng tình trạng ngập nước là do mưa quá lớn kèm theo hệ thống cửa thu nước bị bịt kín nên giảm khả năng thoát nước. Với khả năng thoát nước của thành phố như hiện nay thì chỉ cần mưa 100-200mm kéo dài trong 1 giờ có thể gây ngập tại nhiều nơi. Nếu thiết kế quy hoạch đô thị mới thì phải có cao trình phù hợp, tránh những trường hợp cao trình chênh lệch cao thấp dẫn đến việc không đấu nối được với hệ thống thoát nước. Đối với hệ thống thoát nước phải thường xuyên kiểm tra nạo vét, khơi thông. Nếu đảm bảo đúng thiết kế thì sẽ tiêu thoát hết lượng nước mưa đã được tính trước,